Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV nha. Hôm nay mình chia sẻ món thịt heo luộc. Rồi mình thêm một bước nữa là mình có được một cái món ngon để cuốn bánh tráng, rau sống, để món chợ bữa cơm gia đình rất là hấp dẫn luôn các bạn. Lâu lâu mình đổi vị làm một món cuốn đơn giản như vậy nè. Rồi khi mình lai rai ly bia cùng anh em chiến hữu, bạn bè hoặc là người thân trong gia đình trong dịp gặp mặt cũng rất là hấp dẫn. Rồi thì bây giờ mình xin mời các bạn theo dõi chi tiết cách làm nha. Đây là những cái thành phần nguyên liệu của mình chuẩn bị gồm có nè. Mình có đi chợ, mình mua thịt ba chỉ, nhiều đây là khoảng chừng 600g. Mình lựa mua cái miếng thịt nó có cái lớp nạc mỡ như thế này nè, để mình ăn cho nó đỡ bị ngán nha các bạn. Tỏi mình chuẩn bị khoảng chừng 50g nha. Hành tím mình cũng chuẩn bị khoảng chừng 50g luôn. Và mình thêm một củ hành tây vừa vừa như vậy nữa nè. Rồi cơ bản nguyên liệu chính của mình cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình xin mời các bạn hãy tiếp tục xem chi tiết nữa nha. Đầu tiên mình lấy thịt ra, mình sơ chế nè, mình cho qua cái thau lớn. Rồi cái mình cho vô đây là khoảng chừng nửa muỗng canh muối. Mình xả nước hơi sắp sắp nha. Rồi cái mình xoa đều như vậy. Rồi mình lấy dao mình cạo cái phần lớp da ngoài cho nó được trắng sạch nha các bạn. Đó, mình sẽ cạo xong rồi mình cũng vẫn xoa bóp rửa, bóp muối khoảng 1 đến 2 phút. Rồi cái mình xả bỏ cái nước này đi. Rồi cái mình xả thêm nước để mình rửa cho nó được sạch nữa nha. Rồi tiếp tục mình cũng lấy dao mình cạo cái phần da ngoài nữa luôn nha các bạn, để cho nó sạch. Rồi cái mình xả mình rửa lại thêm nước nữa. Thì mình rửa sau mình thấy nước nó trong lại. Đó, trắng sạch như vậy là được rồi. Cái mình lấy ra. Rồi như vậy là cái miếng thịt heo mình đã rửa xong rồi đó. Tiếp đến mình lấy hành tím ra đập dập hết 50g luôn. Rồi cái mình cho vô cái nồi nước chừng 2 lít. Tỏi mình cũng đem ra đập dập khoảng chừng 30g trước nha các bạn, còn chưa làm ít để lát mình làm nước chấm. Rồi mình cũng cho vô nồi nước luôn nè. Hành tây thì mình đem ra chẻ làm tư như vậy nè, cũng cho vô cái nồi nước luôn nè. Rồi mình đem vô đây một muỗng cà phê muối, hạt nêm một muỗng cà phê luôn nha các bạn. Tiếp đến mình sẽ cho thịt ba chỉ vô để cho mình luộc. Đó, cho hết 600g vô mình luộc luôn nha. Đó, lúc này khi mình thấy nó sôi mạnh như vậy này, mình sẽ hớt sạch bọt nha. Đó, mình hớt sạch cho nước trong cho được thơm ngon. Rồi khi mình để lửa xuống vừa vừa mình luộc. Đó, mình canh thời gian khoảng chừng 20 đến 25 phút cho miếng thịt chín là vừa luôn nha các bạn. Đó, lúc luộc thì mình cũng thỉnh thoảng mình hớt bỏ bớt cái bọt ra đi nha. Rồi cái nồi thịt mình đã luộc được 20 phút rồi đó các bạn. Để mình ghim xuống như vậy này, mình thấy nó rất là nhẹ tay, cũng đã chín rồi đó. Mình nêm vô đây là khoảng chừng nửa muỗng cà phê tiêu nè, để cho nó thơm nha. Đó, nêm vô xong rồi cái mình sẽ tắt bếp luôn nha. Rồi đó, cái bây giờ mình đậy nắp lại như vậy nè. Rồi cái mình để đây, mình ngâm khoảng chừng 15 phút để cho cái miếng thịt nó được thấm, được thơm cái gia vị nha các bạn. Ở trong thời gian chờ mình làm nước mắm nè, mình cho tỏi vô khoảng chừng vài tép, ớt thì mình ăn bao nhiêu mình cho bấy nhiêu nha. Tiếp đến bột ngọt mình cho khoảng chừng nửa muỗng cà phê nè, đường một muỗng cà phê đầy nha. Rồi mình sẽ giã nhuyễn cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Đó, mình đã giã xong rồi nè. Rồi bây giờ mình cho nước mắm vô khoảng chừng nửa cái chén nhỏ nhỏ, chừng 3 muỗng canh nè các bạn. Cái mình vắt một cái lát chanh vô nữa cho nó có cái độ chua chua nha. Mình thêm cái nước thịt luộc á, múc khoảng chừng 3 muỗng canh cho vô. Đó, mình sẽ đánh tan cái hỗn hợp này lên. Đó, mình pha như vậy để cho nó vơi bớt cái độ mặn nha các bạn. Rồi cái phần nước chấm của mình đã xong. Đó, để mình lát nữa mình ăn, mình dọn ra sau nha. Rồi bây giờ mình lấy thịt ra nha, mình đã ngâm như vậy được 15 phút rồi đó. Cái mùi gia vị bên trong rất là thơm luôn các bạn. Đó, mình rửa sơ như vậy để tiêu nó trôi đi. Rồi cái mình lấy ra để cho nó nguội nha. Đó, thơm lắm luôn các bạn. Còn cái phần nước thịt luộc như này nè, mình có thể mình chế mì tôm nè, hoặc là mình để nguội để trong tủ lạnh á, khi nào ăn mình lấy ra mình nấu canh cũng được luôn nha các bạn. Đó, mình nhớ bỏ hết cái phần cái này đi rồi mình hãy nấu nha. Đó, cái miếng thịt lẻ ra lúc này á, mình đem ra mình cắt rồi cái mình sẽ dọn ra ăn. Nhưng hôm nay mình thêm một bước nữa là mình đem đi áp chảo. Đó, mình sẽ canh lửa vừa mình áp chảo cho cái miếng thịt nó xém, nó vàng cho nó thơm nha các bạn. Đó, mình không cho dầu nha, cứ để đây mình bật lửa vừa lên mình áp cho nó vàng lên. Đó, các bạn coi nè, cái mặt thịt bắt đầu nó hơi xém cạnh, nó vàng rồi nè. Đó, mình cứ để lửa vừa mình áp cho nó vàng rồi mình trổ nha.
Nó thì mình chỉ làm như vậy khoảng chừng vài phút nè, là cái miếng thịt nó xém như vậy này, nó vàng như vậy là được nè. Đó, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Lúc này cái miếng thịt đó nó rất là thơm luôn, nó vàng như vậy là được rồi nè. Để chuẩn bị mình dọn ra là xong rồi đó các bạn. Còn cái phần da này thì mình sẽ không còn phải áp chảo nha. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món thịt luộc xong rồi, khi mình đem đi áp chảo rồi đó các bạn. Rất là hấp dẫn, mình để nguội nguội chút rồi khi mình đem ra mình cắt nha. Đó, lúc này cái thịt đã nguội rồi, khi mình đem ra mình sẽ cắt lát mỏng vừa ăn nha. Đó, mình cắt xào tùy ý theo gia đình của mình sử dụng là được nha. Cách làm như vậy cũng rất là dễ, đơn giản các bạn, có dịp mình hãy làm thử xem sao nha. Đó, món này mình đã xong rồi đó, bây giờ mình sẽ làm ly bia nha. Mình sẽ lai rai ly bia cho nó hấp dẫn. Rồi, bây giờ mình đã dọn xong, xin mời các bạn dùng nha. Rồi, để mình lấy cái lá salad nè, cho lên bánh tráng. Mình thêm rau thơm nè, giúp cá, hún lủi nè. Rồi, dưa leo, giá. Thêm bún nữa nè. Đó, khi mình sẽ gấp cái miếng thịt lên. Đó, mình ăn nhiều thì mình sẽ cuộn nhiều, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Rồi kia mình cuộn lại nha. Lâu lâu khi mình làm món vậy đổi bữa cũng rất là tuyệt luôn. Để mình múc cái chén nước mắm chanh tỏi ớt nè. Rồi. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn nha, để mình ăn thử nè. À, mình ăn nha, ngon lắm luôn các bạn, rất là hấp dẫn. Cái miếng thịt nó mềm này, thơm này, kết hợp với rau thơm, giá, dưa leo, bún, chấm với nước mắm chanh tỏi như vậy này, rất là ngon luôn. Mà ăn nữa nè. Để giờ mình thêm ly bia nữa nè, xin mời các bạn nha. Hả, mình uống ly bia như vậy này, rất là tuyệt vời. Hả, mình ăn mà cảm giác nó không có bị ngán, rất là ngon miệng luôn các bạn. Đó, với cách mà thịt đó, mình là luộc xong rồi kia mình đem đi áp chảo như vậy nè. Mình ăn cái miếng thịt nó rất là thơm luôn các bạn. Nó có cái độ mềm, ngọt, ngon, rất là hấp dẫn. Mình ăn cuốn bánh tráng nè, thêm rau thơm và salad nè, dưa leo, giá, thêm tỏi, ớt. Và có cái chén nước mắm chanh, tỏi, ớt, thêm chút bún nữa. Rất là ngon luôn các bạn. Đó, có thể mình lai ra thêm một ly bia như thế này, ăn nó không có bị ngán, tuyệt lắm luôn á. Nếu có dịp các bạn hãy làm thử theo cách của mình xem sao nha. Video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào, tạm biệt các bạn nha.